Rồi, chào cô chú và anh chị. Hôm nay Tâm lại giới thiệu cho gia đình mình một dãy nhà rất là đẹp luôn và đã bán 4 căn rồi, dành đến cho cô chú anh chị những căn nhà gần mặt tiền đường. Và đây là Tâm đang đứng trên mặt tiền đường. Đó, cắt với lại đường quốc lộ 1A. Từ quốc lộ 1A vào bên trong nhà thì chỉ có là 200m thôi và đối diện với lại chợ Bình Chánh, nên cô chú anh chị mình có được căn nhà vừa gần chợ, vừa gần xí nghiệp, cơ quan, đoàn thể. Và ở đây có rất rất nhiều xí nghiệp để cô chú anh chị hoặc là những cái anh chị nào mình muốn về xin làm việc gần nhà rất là tiện luôn. Thì đường đây, trước nhà đây là đường 8m chán nhựa, xe hơi xe tải đi rất là thông thoáng. Và phía bên tay phải Tâm đây là về với đường Hoàng Phan Thái. Đó, thì cô chú anh chị thấy ở đây thì nhà cửa thì san sát nhau rất là thoải mái. Và đây đã có chủ hết rồi nha, gia đình mình. Thì dãy nhà bên Tâm xây dựng là đã bán hết 4 căn rồi cho cô chú anh chị, những căn ở bên ngoài rất là đẹp luôn. Thì đường đây trước nhà cắt với lại mặt tiền đường đây chỉ có 10m thôi. Đó, rất là tiện luôn. Và đường trước nhà là bên Tâm đã ốp gạch tàu, gạch đỏ để chống trơn trượt rồi. Và đường vào bên trong là 4m nên rất là tiện luôn. Thì Tâm giới thiệu cho gia đình mình đây với căn nhà là ngang 4 dài 10, kết cấu là một chợp một lầu, xây dựng kiến trúc kiểu mái hợp rất là đẹp luôn. Và kiến trúc này là kiến trúc châu Âu đang thịnh hành năm 2022 nha cô chú chị nha. Đó, và ở đây thì có những cái cư dân đã về ở hết rồi. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Và Tâm đã set up căn mẫu cho gia đình mình rồi, nhưng mới set up xong là khách vô lụm luôn rồi. Nên là nếu gia đình mình muốn căn mẫu nào, muốn thiết kế về có căn mẫu thì bên Tâm sẽ thiết kế nội thất vô cho cô chú anh chị luôn. Thì căn nhà này với giá chỉ có 900 hơn thôi. Cô chú anh chị xem hết video Tâm sẽ báo giá, với một cái dãy nhà hướng đông thuộc về Đông Tứ Trạch 8 căn. Đó, và đã bán hết 4 căn rồi. Ở đây rất là thuận tiện cho gia đình mình ở nè, gần đường, gần chợ, gần trường học, xí nghiệp, cơ quan, nên là rất là thuận tiện. Và điều đặc biệt nữa về các tỉnh miền Tây cũng rất là gần, và về trung tâm thành phố như là quận Bình Tân, Tân Lửa, quận 5, quận 6 thì cô chú anh chị đi chỉ có 25 phút thôi, đi trên tuyến đường quốc lộ 1A và cách với lại đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Linh và chợ đầu mối Bình Điền, hoặc là trường đại học Public, trường đại học Văn Hiến. Đó, thì chỉ có 15 phút thôi, đi xe hoặc là đi ô tô rất là tiện luôn. Đừng có đi bộ thôi, đến mai thôi cô chú anh chị nha. Đó, thì căn nhà này á rất là thoáng và rất là thoải mái luôn, với công năng sử dụng là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và một cái không gian sống rất là thoải mái, dân cư rất là hiền hòa. Đó, và ở đây thì cô chú anh chị thấy là về ở sáng người ta đi làm, tối người ta về và làm các quận trung tâm, cách trung tâm thành phố như quận nhất, quận 3, quận 5 thì chỉ có 30 phút nè. Đó, còn các quận như là quận Bình Tân, quận 5, quận 6 thì có 25 phút thôi, rất là tiện luôn. Đó, và kiến trúc ở đây thì màu trắng tinh khôi với những cái điểm nhấn như là lan can và cửa, và ở trên nóc nhà mình là màu đen rất là dễ thương luôn. Thì đây là bên ngoài đây có đồng hồ điện, đồng hồ nước của nhà nước hết 100% luôn. Đấy, cô chú anh chị thấy về người ta ở, người ta làm cục nóng máy lạnh đầy đủ hết, nên là rất là thoải mái, thuận tiện cho gia đình mình. Rồi, đây là những bậc đá hoa cương kim sa. Đó, và kiến cường lực, đây là kiến cường lực dày 8 ly nên rất là dày và rất là thoải mái cho gia đình mình. Đó, và ở đây cô chú anh chị mình có thể là tiện đi ra chợ nè, chỉ có 5 phút thôi, đối diện với lại chợ Bình Chánh. Và mình có thể là về đây, anh chị nào mình làm xa nhà thì mình có thể về đây mình xin việc làm ở các khu công nghiệp gần đây, chỉ có 5 phút mình đi bộ ra tới khu công nghiệp luôn, rất là tiện luôn nha. Rồi, thì đây là lớp cửa 4 cánh kiến cường lực nên rất là dày. Rồi, đây là không gian của phòng khách nè, nên là rất là thoáng nha, ngang 4 nên rất là thoáng. Và bên trên là Tâm đúc hết, suốt hết bột tấm với trần thạch cao và đèn trần và hệ thống đèn led nha. Ở bên dưới thì Tâm ốp đá bóng kiến là 60, nhưng với 60 vừa sang vừa sạch và vừa là những cái gạch loại nhất để cho cô chú anh chị 300 mấy một mét vuông nha cô chú anh chị nha. Có loại những căn nhà lớn hơn thì Tâm cũng nói luôn là
xài những cái loại, sử dụng những loại gạch đá bóng kiến là loại đặc biệt luôn, là loại 400 mấy một mét vuông. Nên cô chú anh chị mình những căn nhà lớn, còn đây đối với một căn nhà tầm dưới 1 tỷ thì quá là tuyệt vời rồi. Đó, quá là tuyệt vời. Và ở đây là thổ cư 100%, ổn định, sở hữu lâu dài, đời con, đời cháu, đời chắc luôn. Nên quá là tuyệt vời cho cô chú anh chị nha. Rồi, đây thì có một cái nhà vệ sinh bên dưới tầng trệt để phục vụ cho khách khứa, bạn bè cũng như là gia đình mình khi mà mình xem tivi. Đó, nên rất là tiện. Và để một cái bộ sofa về đây, chảy nhạc lên, mở nhạc lên là quá quá tuyệt vời luôn. Ồ, tuyệt vời lắm cô chú anh chị, vừa thoáng vừa mát. Nhà ở hướng đông, thuộc về đông tứ trạch nữa. Hướng đông tứ trạch là cung tài lộc nha cô chú anh chị, nên rất là tốt luôn. Đó. Rồi, ở đây là tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Tủ bếp đây là tất cả đều là bằng nhôm nên rất là bền. Đó. Rồi ở đây là mặt đá bóng kiến nên rất là sang cho gia đình mình luôn. Đó, và đây là mặt đá hoa cương cho gia đình mình nha. Rồi ở đây thì có một cái kiến cường lực màu để khi mà cô chú anh chị mình chiên xào nấu nướng thì văng mở dầu lên mình có thể tiện lau chùi bồ mỹ nóc 304. Và cuối bếp đây mình có một cái cửa sổ để khi mà có nấu nướng thì khói bụi bay ra ngoài nên rất là tiện luôn. Rồi thì cầu thang bên tâm thiết kế là cầu thang ôm trọn cả căn nhà nên không bị tốn diện tích. Đó, nên là nhìn căn nhà rất là thoáng luôn theo không gian mở. Thì mà cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1. Và lầu 1 ở đây thì cô chú anh chị mình á lên cầu thang với bậc cầu thang rất là dài 1m2 với những cái bậc đá hoa cương kim sa rất là đẹp luôn, tay vịn bằng gỗ căm xe và kính cường lực. Đó, là quá là ok cho gia đình mình. Cửa đây, cửa sổ tất cả là cửa sổ lùi. Đó, nên là rất là thoải mái luôn, cửa sổ lùa rất là thoải mái cho gia đình mình. Ở ngay cầu thang thì có một cái đèn trang trí để cho gia đình mình rất là thoáng luôn. Rồi đây là phòng ngủ thứ nhất và có hệ thống cửa sổ lùa nè. Rồi ở đây cũng có cửa sổ lùa nên rất là thoáng mát luôn, hai hệ thống cửa sổ vừa thoáng vừa mát và rất là tuyệt vời. Đó, thì căn phòng này rộng 20 mét vuông thôi nhưng mà rất là thoáng luôn. Đó, có hệ thống đèn led hết cho gia đình mình luôn. Ở bên trên là mái tôn, trên nóc là mái tôn và trần thạch cao nên rất là dày cho gia đình mình. Ở trên là tôn là dày 7 gem nha cô chú chị nha. Đó. Rồi đây là bồn cầu và vòi sen, vòi xịt đầy đủ hết cho gia đình mình. Nước đây là nước của nhà nước hết luôn nha, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Rồi khu vực đây là phòng ngủ thứ hai. Đó, thì phòng ngủ thứ hai này mình đã có nơi để cô chú anh chị mình có thể lên mái tôn trên để mình kiểm tra sau thời gian lâu ngày. Đó, cũng rất là tiện. Và hệ thống cửa sổ hai bên với hệ thống ban công bên ngoài rất là thoáng để mình có thể phơi đồ, trồng cây. Đó, nên là gia đình mình ở một cái căn nhà vừa đẹp vừa sang, giá cả lại hợp lý và gần ngay mặt tiền đường nhựa vô chỉ có 10m thì quá là tuyệt vời dành đến cho cô chú anh chị luôn. Thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường quốc lộ 1A từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 5 phút thôi và đối diện với lại chợ, xí nghiệp, cơ quan, đoàn thể và rất là nhiều khu công nghiệp cho gia đình mình luôn. Nằm trên quốc lộ 1A nên cô chú anh chị mình tiện kinh doanh và thông thương với tất cả các quận trung tâm. Đó, thì căn nhà này với diện tích là ngang 4, dài 10, kết cấu 1 trệt 1 lầu, kiến trúc kiểu châu Âu rất là sang trọng luôn. Và căn nhà hướng nhà là hướng đông, thuộc về đông tứ trạch dành đến cho gia đình mình với mức giá cực kỳ là hữu nghị. Đến phần công bố giá nha, 980 triệu thôi, còn thương lượng rất là tốt cho gia đình mình luôn. Và căn nhà này với công năng sử dụng là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp cho gia đình mình. Đường trước nhà đường 4m, xe hơi vào tới tận nhà luôn nên rất là thông thoáng cho những cô chú anh chị, những cô chú nào lớn tuổi mình hay đi viện hoặc là mình đi khám bệnh thì có xe taxi vào tới tận nhà nên rất là tiện cho gia đình mình. Đó, thì cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video Tâm đưa đến thông tin cho gia đình mình. Và theo dõi kênh thì hãy đăng ký, like, share, comment kênh của Tâm để có thật nhiều video, thật nhiều thông tin nhà và mẫu nhà để cô chú anh chị mình có thể tham khảo nè, để cô chú anh chị mình có thể mua nhà nè, quá tuyệt vời. Và
giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư, hãy giới thiệu cho Tâm nha. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn thì thật là may mắn, thuận lợi. Và điều đặc biệt nữa, cô chú anh chị dịp cuối năm rồi, nếu có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư, hãy giới thiệu, liên hệ với Tâm theo số điện thoại bên dưới video để Tâm có thể đưa đến cho gia đình mình những căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất. Và điều đặc biệt nữa là hỗ trợ gia đình mình tất cả pháp lý, thủ tục, giấy tờ 100%, không cần phải đóng bất kỳ một cái khoản phí nào hết, và bảo hành cho gia đình 12 tháng nha. Cảm ơn rất là nhiều. Căn nhà chỉ có 980 triệu thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Silent Nights Recall.